Làm coi như bàn lát. Đấy, 2 phần 3 làm hôm tây hết này, bán hàng đến hôm tây rồi bán hàng. Xe VinFast nó không có tiếng động đâu nhỉ? Hai nó thế này nó xe điện rồi. Đây hết một bản rồi đấy đúng không? Khi nào biết phần mới giới thiệu bây giờ mới giao thôi. Trung tâm bản lát vừa tập trung bán xe khách. Xe đây là xe khách là để ô tô rồi mình có anh vào để đây là nắng lắm, cái này nắng. Còn hai bãi, một bãi bên kia bãi bên này và bãi bên này đưa nắng luôn. Này đi bộ đúng không? Đúng bộ, một. Có thì kéo cái rèm xuống, có rèm xuống thì nó lại không ngắm được. Nó điều hòa 3 chiều, 4 chiều cho nó bịt đi một bên trước rồi. Còn 3 sợ lạnh nên bịt vào bên trước. Vâng, đúng rồi. Rét quá đây này, điều hòa giá này. Điều hòa giá. Điều hòa giá. Điều hòa giá. Lát 1, lát 2. Ngày mát đi. Đây nhà nó bảo. Ngày mát đấy. Lát hơn quá. Hôm nay nóng như ông qua hôm nay nhìn thấy cái nóng lắm. Trên này hôm qua lại mát. Mát hơn. Vâng, ngày nào anh ở trên Nam Sơn. Cái bản gì nhỉ? Ba Thước sao? Ba Thước đúng rồi. Ba Thước nó cái bản đấy bản gì? Bên đây bên giáp Lào. Bản Nhiêu ở bản Đôn. Đúng rồi, qua ở Đôn đó. Đấy, Kho Mường, Kho Mường. Bên đấy gần Lào hơn. Kho Mường. Khải nhìn kia trên trời kìa. Con đường chỉ đẹp không? Chứ chỉ là máy bay đấy. Máy bay đi. Máy bay à? Vâng, máy bay. Máy bay cho nó phun đám khói đi nhỉ? Cái gọi là máy bay tăng tốc đấy. Đi như này các bác, lên chân núi thì một vòng cũng đúng khoảng 7 cây số đấy. Một vòng 7 cây à? Vâng, nếu đi không dừng lại khoảng 40 phút, còn các bác dừng chơi nữa này cũng thoải mái lắm. Đi từ này phải đi hết đây được 40 phút. Thôi hôm nay là khoảng mỗi lần khoảng này nhanh rồi bác ạ. Mỗi lần nó khoảng này là nhanh lắm, đây bên Tây này. Đây là xe đi toàn Abrex này, của đoàn này. Hello. Hay ăn nhiều xăng nó hỏng nhiều á. Mỗi lần bay nó phọt ra này cực kỳ nhanh nhỉ. Đi thế mà cái đám khói còn mãi nhỉ. Kinh nhỉ, tốc độ nó phải lực. Và nhanh luôn. Và chiến đấu đấy. Giới thiệu đi. Đây đến bản mới đó. Đây đây xong này qua đây rồi. Một nhân viên du lịch đây rồi. Các bác có gì thắc mắc thì cảnh cứ hỏi để em giải thích cho. Cảnh rừng kia đẹp chưa? Cây hoa ban trắng này. Hoa ban này không phải hoa ban ăn được, cái hoa ban ăn được là tháng 3 tư. Cây tí phớt phớt tím rồi. Cây hoa trắng này thì ở trên cái lá rau ba bang là cũng xào được phải đúng không? Ăn được nấu canh được đấy. Bình thường là tối thứ bảy hàng tuần là có văn điện ở trại đây. Lúc mặc định là tối thứ bảy có văn điện ở trại, và chủ nhật thì có triệu phiên ở trên thị trấn. Qua đây đến đây là bản Lắc 2. Hôm nọ đi phố 7 sớm quá nhỉ. Lắc 2. Buổi tối là có là hàng tuần chứ. Tối thứ 7 hàng tuần là hầu như là hôm nào cũng có. Ở bản Lắc đâu, bản Lắc 2 hả? Chỗ mình ở là Lắc 1 đấy. Vâng, chỗ mình ở bắt đầu bản Lắc 1 luôn. Các hôm tây này khoảng 600 một đêm, 800 một đêm cũng về bơi luôn khỏi gia đình. Mọi chỗ thì các dân tộc có cầu tình yêu, đất thang thiên đường, mấy kiểu cảnh như các bà sống lão. Còn mình chắc là không thích loại này. Mình nó ăn lan lắm. Chúng ta thì chẳng lúc nào. Nga. Dạ, dạ. Chơi với tôi nha. Có... Mày có vừa lan rừng thì các bác vào xem quán thoải mái, không mua không sao, không mất phí gì cả. Đấy, ra thì em đợi. Qua xem đi. Vài phút rồi mà đi. Có thoải mái. Đấy, các bác cứ qua xem, em đợi đây. Các nhà vườn. Đúng rồi. Chỗ rừng một ít chứ không về nhanh quá rồi bà chủ chửi. Vừa đúng rồi, nó cắm cơm xong nó về rồi. Vâng, đấy, chú xem đây ạ. Các bà